Alo, gọi gì đây? Ê mày, nay tao với con Lam đi ăn quán thịt nướng cuối mở ở nhà ấy. Quán nhỏ mà ngon nha, mà đặc biệt ý. Tụi bay đi ăn mà không hú tao còn gọi khoe ngon lắm. Bạn với chả bè. Tại nãy mày về trước, cái này phát sinh mà ơi. Nhưng mà ấy, tao không gọi cho mày để khoe đồ ăn ngon đâu. Đồ ăn ngon là phụ thôi, và cái chính nhá là quán này có anh phục vụ ngon hơn cả đồ ăn nhá. Nhìn như idol Hàn Quốc luôn á. Có chắc là ngon không? Tao nghi ngờ con mắt thẩm mỹ của tụi mày lắm đấy. Ơ thế, để tao chụp chụp một tấm gửi cho mày thẩm định. Được. Tao mới gửi qua đó, đẹp trai lắm luôn. Tao lại mày, con dở. Nhòe nhòe thế này thì tao có thiên nhãn mới biết được có đẹp hay không đấy. Nhưng mà nhìn tướng tá cao giáo thế này thì cũng hy vọng. Chắc rồi sáng đây hơi tối với cả chụp lén mà nên cũng hơi vội. Bữa nào rảnh tao dẫn mày ra đây xem tận nơi cho mở mang tầm mắt, bảo đảm không thất vọng cả đồ ăn lẫn người luôn. Ok, chốt kèo, nhớ đấy nha. Ừ, khoe mày chút vậy thôi, làm gì làm đi, tao còn làm ăn tiếp đây. Bye bye. Vâng ạ, à, mời tự nhiên nhá, hai cô bạn tốt của tôi, ăn nhiều vào, ngon vào. Ok, bọn tôi sẽ ăn thật ngon, vừa ăn vừa ngắm. Bye bye. Tao đây. Tiệm thịt nướng bữa mày chỉ cho tao ấy, nay tao đi chung với tụi thằng Long, định ghé vô ăn mà tìm hoài không thấy. Mày có nhớ đúng chỗ không? Đúng mà, con đường đó ngày nào tao chẳng đi ngang, nhầm sao được. Chắc mày lại lớ ngớ lướt qua mà không thấy chứ gì. Không lẽ vậy ta? Mày gửi tao cái địa chỉ chính xác được không? Ờ, địa chỉ thì tao không nhớ đâu. Nhưng mà bên cạnh quán là một tiệm bánh mì, đối diện là nước ép lá xanh ấy. Ờ thì tao đang đứng trước cái hàng nước ép luôn đây. Nhưng mà chả thấy cái quán lòng nướng ba que ở đâu cả. Tao chọn được chỗ rồi. Thôi tụi nó tìm được chỗ khác rồi, cúp máy nhá. Ok, bye. Tao nghe nè. Mày nhớ quán thịt nướng có anh phục vụ đẹp trai lần trước tao đi chung với con Lam không? Tuần này sinh nhật nên là giảm tận 50% này. Đi chung không? Thôi dữ vậy, phải thiệt không? Coi chừng lừa đảo nha mày. Tao nhận được poster mã QR đàng hoàng. Nè, tao gửi cho mày coi. Ủa, sao kỳ vậy ta? Chắc mạng trường chập chờn nữa rồi. Mà mày yên tâm, đúng tên quán, đúng tên đường đây. Ừ, cũng được. Khi nào đi mày? Chiều nay đi. Tao lên thư viện tìm tài liệu xong khoảng 5:30 tao qua thằng đó. Mày nhắn rủ tụi nhóm mình đi luôn cho vui. Ok, mà bữa tao không tìm được quán, chắc bữa nay rủ Quỳnh đi cùng cho đỡ lạc mày ạ. Hợp lý, vậy chốt nhá, 5:30 gặp nhau ở đó. Ok, bye mày nhá. Alo, mày với Quỳnh đến chưa? Đợi bọn tao một tẹo, chả hiểu sao hôm nay tắc đường quá. Lẹ đi, tao đói quá này. Cúp máy đi, tao gửi định vị liền. Tới thì đi thẳng vô trong nhá. Tao ngồi bàn bên phải. Ok ok. Alo. Alo. Cứu tao. Chuyện gì mà nghe ồn ào thế? Tao không biết. Bạn ơi, tao lại tự nhiên một đám gây khổ rồi đánh nhau này. Mày đang ở trong quán luôn hả? Ừ, tao tính đang tìm cách chạy ra nhưng mà quán này bé lắm. Có mỗi cái cửa mà tao chạy ra phải đi ngang qua cái đám đánh nhau. Gọi báo công an đi, sao mà xù dữ vậy? Đi ăn không yên luôn. À! Mày sao đấy? Thôi. Cả lò than vào đập vỡ chai bia để đánh. Cứu tao. Bây giờ mày bình tĩnh nghe tao nói đây này. Mày tìm cách chạy ra khỏi quán, tao gọi công an liền. Cứu tao. Alo, Hoài, mày chạy ra được chưa? Tao tới rồi nè. Tao với công an đang đứng ở trên đường Trần Quý Cáp, ngay chỗ định vị mày luôn. Mà có thấy cái quán thịt nướng nào đâu. Tao
Tớ vẫn ở trong quán, chưa ra được. Tao không đùa đâu đấy nhá, mấy chú công an đang cáu lắm luôn rồi đấy, còn tưởng tao báo án giả đấy. Tao đùa làm gì? Cái định vị sẽ trực tiếp với chị của tao mà. Bảo mày phải chạy ra được ngoài đường, chứ bây giờ mọi người chịu đấy. Ở đây không thấy hàng thịt nướng nào cả, cũng không thấy ẩu đả thì không lục soát được từng nhà được. Tao gì cố, mày giữ máy đừng cố. Được rồi, bình tĩnh, mày cố chạy ra ngoài đi. Sao chưa 6 giờ mà trời tối cứ như nửa đêm vậy ta? Mày chạy ra được chưa? Tao chạy ra đủ rồi, nhưng ngoài đường không có ai cả. Mày đang ở đâu? Mày đứng không nào, tao đang đứng ở đối diện lò bánh mì ấy, ở chỗ cạnh cái hàng nước ép. Tao đứng đối diện lò bánh mì này. Ủa, mày có lộn không? Tao đứng đây với cái xe cảnh sát ấy, mặc cái áo màu cam, người dân bu đông quá trời này. Bên tao làm gì có ai? Lạ nhở, cũng không có xe chạy trên đường. Không, ở đây rất đông, mọi người thấy cảnh sát đến bu rõ đông. Chưa kể đang giờ cao điểm tắc đường lắm đấy. Mày đang ở đâu vậy? Tao đang đứng trước hàng thịt đây này, đối diện là bánh mì. Sao đây? Bánh mì ông mập đúng không? Liên ơi, cái biển hiệu viết ngược tất, tất cả biển hiệu đều ngược. Là sao? Mày đang ở đâu? Tao cũng không biết nữa. Hoài, có chuyện gì đấy? Tất cả người trong quán đều có cái đầu bị phật ngược ta sao? Cứu tao! Ta chả hiểu gì cả. Tóm lại là sao? Alo?